Các bạn đang xem kênh youtube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, V-League 2023-2024 sẽ trở lại bằng các trận đấu thuộc vòng 23. Ở vòng đấu này, trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh với Nam Định nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi vì nếu Nam Định giành chiến thắng trước đội chủ sân thống nhất, đội bóng này sẽ tiến gần hơn tới chức vô địch V-League 2023-2024. Tuy nhiên, để đánh bại được thành phố Hồ Chí Minh trên sân thống nhất là không hề dễ, bởi vì đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang là vua sân nhà ở V-League 2023-2024. Sau 11 trận đá ở sân thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh giành được 25 điểm, họ thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 2. Trong khi đó, Nam Định là vua sân khách ở V-League 2023-2024. Trong 11 lần làm khách ở mùa giải năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt giành được 22 điểm, nhiều hơn đội đứng sau là Bình Định 3 điểm. Do đó, cuộc so tài của Thành phố Hồ Chí Minh với Nam Định ở vòng 23 V-League 2023-2024 rất đáng được chờ đợi trước vòng 23 V-League 2023-2024, câu lạc bộ Hải Phòng và Thể công Việt Theo đồng loạt nhận án phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam do có những vi phạm trong trận đấu ở vòng 22. Theo đó, câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 20 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng trong sân vận động và có lời lẽ thô tục, lăng mạ trọng tài tại trận đấu giữa câu lạc bộ Thể công Việt Theo và câu lạc bộ Hải Phòng trên sân hàng đẫy ngày 30 tháng 5 năm 2024 thể công Việt bị phạt 15 triệu đồng vì lỗi tương tự. Ngoài ra, thì cơ lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phạt tiền trước vòng 23 V-League 2023-2024. Đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương bị phạt 2 triệu đồng vì có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 5. Vòng 23 V-League 2023-2024 sẽ tranh tài trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6. Theo thông báo từ phía ban tổ chức, vòng đấu này có 3 trận được áp dụng công nghệ VAR là Sông Lam Nghệ An đối đầu với Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối đầu với Thể Công Việt Theo và Hà Nội FC gặp Công an Hà Nội. Trước khi bước vào giải U19 Đông Nam Á 2024 và vòng loại U20 châu Á 2025, U19 Việt Nam đã tham dự giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc. Đội đã trải qua 3 trận đấu với các đối thủ mạnh như U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc và U19 Uzbekistan. Ở 3 trận đấu, U19 Việt Nam đều chỉ thua sát nút đối thủ. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thể hiện được tiếp thu tư duy chiến thuật triển vọng. U19 Việt Nam tham dự giải đấu với lực lượng chưa phải tốt nhất. Một số cầu thủ sinh năm 2005 và 2006 vẫn phục vụ tại các giải quốc gia. Một vài trường hợp khác như Long Vũ công phương chỉ có thể tập trung sát thời điểm đội lên đường. Dẫu vậy, trong lần đầu tham dự một giải quốc tế, các cầu thủ U19 Việt Nam cũng cho thấy tiềm năng. Về cơ bản, U19 Việt Nam thua cả 3 trận đấu, nhưng màn trình diễn tốt dần lên và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Sau giải đấu giao hữu ở Trung Quốc, U19 Việt Nam có quãng thời gian nghỉ ngơi 2 tuần. Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 6, đội sẽ tập trung trở lại để hướng đến vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 được tổ chức ở Indonesia. Trang tin CNN Indonesia có bài viết nhận định về đội bóng xứ vạn đảo. Vào vòng loại 3 World Cup, đội tuyển Indonesia khó dồn toàn lực cho AFF Cup. Thi đấu ấn tượng tại bảng F, Indonesia giành quyền vào chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tại đây, vấn đề rắc rối xuất hiện với huấn luyện viên Shin tae khi Indonesia phải đá hai trận tại vòng loại World Cup vào ngày 14 và ngày 19 tháng 11 năm 2024. Đây cũng là quãng thời gian mà IFF Cup sắp khởi tranh. Huấn luyện viên Shin tae rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hai giải đấu này có lịch sát nhau. IFF Cup 2024 không phải giải đấu chính thức của FIFA. Các đội bóng không có nghĩa vụ phải nhà cầu thủ được đội tuyển triệu tập Indonesia nhiều khả năng không có được đội hình mạnh nhất. Các cầu thủ nhập tịch rất khó được triệu tập, CNN Indonesia đánh giá. Có đề xuất cho rằng Liên đoàn bóng đá Indonesia đang tính toán phương án đưa đội U23 thi đấu giải vô địch Đông Nam Á. Dù vậy, người hâm mộ xứ vạn đảo vẫn mong rằng đội tuyển Indonesia ra sân với đội hình mạnh nhất. Tới thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Indonesia hay ông Sintezong chưa có phát biểu nào liên quan đến tình hình nhân sự của đội tuyển Indonesia nếu phải thi đấu với nhiều cầu thủ trong nước, Indonesia khó lòng cạnh tranh với Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2024. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.